Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Gia đình Hạnh phúc năm 2024 với nhiều nội dung, hoạt động thu hút sự tham gia của gia đình trẻ, các bạn đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, tạo điều kiện để các gia đình trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xã hội văn minh. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã tuyên dương 24 gương gia đình văn hóa phúc tiêu biểu năm 2024, nhằm tôn vinh, nhân rộng các điển hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu, thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình và cả xã hội. Điểm nhấn của ngày hội năm nay là các hoạt động hướng đến sở thích, nhu cầu, thị hiếu của các gia đình trẻ như các trò chơi vận động, gia đình năng động, không gian âm nhạc acoustic với các tác phẩm về tình cảm gia đình, workshop cây hạnh phúc, gian hàng tư vấn chung một mái nhà nhằm hỗ trợ các vấn đề nỗi lo dành cho các gia đình trẻ, các bạn thanh niên chuẩn bị lập gia đình. Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 là hoạt động thường niên của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, thông qua nhiều hoạt động thiết thực để tạo môi trường hỗ trợ, đồng hành cùng các gia đình trẻ trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh, huyện đoàn Bình Chánh phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em tổ chức ngày hội Lan tỏa yêu thương và sân chơi Phụ huynh bạn đồng hành cùng con năm 2024. Ngày hội là sân chơi thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, nâng cao nhận thức của phụ huynh, người chăm sóc trẻ em, thầy cô giáo và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị, tổ chức đoàn, đội, gia đình và xã hội tăng cường sự phối hợp, kết nối, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quyền lợi, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Qua ngày hội mang đến cho các em thiếu nhi và gia đình những giây phút thật vui vẻ, hạnh phúc, cùng nhau vận động, cùng nhau trao gửi những lời yêu thương.